Mỹ thử nghiệm thành công loại bom hạt nhân mới. Bom hạt nhân B-61-12 của Mỹ được thử nghiệm thành công. Bom B-61 là một loại vũ khí nhiệt hạch trong kho dự trữ dài hạn của Mỹ sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. B-61-12 là một biến thể mới, có độ chính xác cao hơn nhưng mang tính hủy diệt ít hơn so với những biến thể trước đó của bom hạt nhân B-61. Nhiều ý kiến cho rằng, loại bom này sẽ được sử dụng để chống lại Nga. B-61-12 được hy vọng sẽ tăng cường khả năng tấn công chiến lược và bảo đảm an toàn cho các đồng minh của Mỹ. Các thử nghiệm được tiến hành thành công cho thấy mức độ hợp tác cao giữa Cơ quan An toàn Hạt nhân Quốc gia, Không quân Mỹ và NATO. Theo thông tin trên báo Nga, một vụ thử bom hạt nhân khác đã được lên kế hoạch cho năm 2020, trong đó máy bay chiến đấu F-16 dự kiến sẽ trở thành phương tiện mang loại đạn hạt nhân này. Được biết, B-61-12 mới được đánh giá là quả bom hạt nhân nguy hiểm nhất trong kho vũ khí Mỹ và nó cũng được xem là dự án bom hạt nhân đắt nhất mọi thời đại. Đáng chú ý là trước đó, một khiếm khuyết nghiêm trọng đã được phát hiện đối với loại bom hạt nhân mới này. Theo nhận định của các chuyên gia, loại bom này rất dễ bị kích nổ. Các vụ nổ tự phát có thể xảy ra do vấn đề gặp phải với các thiết bị điện tử. Phương Heo AVEA Pro